Hello xin chào các bạn chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 22 tháng 3 hôm qua là một ngày mà chúng ta đã được chứng kiến đồng đô la Mỹ tăng trở lại rất mạnh so với các cái đồng tiền tệ chính và gần như đã xóa hết tất cả những cái đa giảm giá của cái phiên FOMC trước đó thế thì nguyên nhân tại vì sao vì như chia sẻ trong bản tin nhật sáng ngày hôm qua thì chúng ta biết rằng đó là gì ạ ở một phép thực ra cái biên bản FOMC của cái tháng 3 với một phép không thật sự là quá dovish chúng ta biết rằng là với các cái Uh, tuyên bố vẫn còn mang tương đối tương đối là cứng rắn kèm theo đó là một cái ấn bản về dự đoán kinh tế chúng ta biết rằng là GDP, GDP được hiệu chỉnh lên cao hơn 1,4 đến 2% cũng như là tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn đúng không ạ 4,1 xuống 4% cũng như là con số CPI uh, con xin lỗi con số PCE thước đo lạm phát yêu thích của Fed xe lõi hiệu chỉnh từ cái mức 2,4 lên 2,6% và kèm theo đó là một cái biên độ lãi suất trong dài hạn được lên lên cao hơn đúng ạ? Thì chúng ta biết rằng đó là với FOMC ngày hôm qua chúng ta biết rằng không phải là quá yếu. Thế nhưng đồng đô la Mỹ thì lại bị bán xuống rất là mạnh trong cái phiên FOMC đó thì có chia sẻ như có chia sẻ trong các bản tin cập nhật sáng ngày hôm qua chúng ta biết rằng đó không phải là một cái biên bản FOMC quá yếu mà chẳng qua đó là một cái biên bản FOMC mà gần như là thị trường cũng đã đoán ra được rồi. Thành ra thị trường vẫn uh, đẩy cái đồng đô la Mỹ đi xuống khá là nhiều và yếu tố mà hỗ trợ cho cái đà giảm của đồng đô la Mỹ trong cái phiên trình trước đó chúng ta biết rằng đó là lợi tức trái phiếu thì đi xuống nhưng cho đến cái ngày hôm qua thì chúng ta lại thấy rằng đó là gì ạ lợi tức trái phiếu đã quay trở lại cái yếu tố uh, dẫn dắt cái xu hướng của đồng đô đồ la Mỹ yếu tố duy nhất hỗ trợ cho đồng đô đồ la Mỹ suy yếu á đã kết thúc trong ngày hôm qua chúng ta biết rằng là trước đó thì uh, lợi tức trái phiếu kiện 2 năm đi xuống rất là nhiều nhưng cho đến cái phiên trading đi ngày hôm qua thì chúng ta biết rằng là lợi tức trái phiếu đã quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng kèm theo đó là một cái dữ liệu kinh tế cho thấy rằng đó là kinh tế Hoa Kỳ không thực sự quá yếu Cụ thể đó là hai cái con số PMI PMI thuộc nhóm uh, lĩnh vực sản xuất cũng như là PMI thuộc nhóm lĩnh vực dịch vụ, cả hai đều cho thấy rằng kinh tế Mỹ vẫn đang có trong cái giai đoạn đó là mở rộng, đặc biệt là nhóm sản xuất. Chúng ta biết rằng là quay trở lại rất là mạnh từ 51.8 kỳ vọng mà ra đến 52.5 đúng không ạ? Tức là đã tăng tốc và tăng tốc hơn so với kỳ trước. Đặc biệt là kỳ trước cũng được hiệu chỉnh, hiệu chỉnh từ con số 51.5 mà lên 52.2 đúng không ạ? Cho thấy rằng là gì nhóm sản xuất vốn chưa khá là yếu trước đây á thì đến cho đến cái giai đoạn hiện tại lại quay trở lại cái xu hướng uh, tăng trưởng trở lại rồi đúng không ạ? Thành ra mà nói thì chúng ta thấy rằng nó là gì ạ? Rõ ràng rằng là các cái động lực cơ bản hiện tại không hỗ trợ cho một đồng đô la Mỹ suy yếu như là thị trường bán xuống trước đó đúng không ạ? Với một Fed vẫn còn tương đối là cứng rắn, đúng không ạ? Vẫn còn tương đối là cứng rắn. Thị trường hiện tại thì vẫn đang định giá rằng là sẽ có thêm 3 lần gọi là ba lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024 này đúng không ạ nhưng tuy nhiên thì có thể nếu với các cái dữ liệu kinh tế vẫn cứ tiếp tục kiên cường như thế này cho thấy kinh tế Mỹ kiên cường như thế này á thì chúng ta biết rằng là có thể sẽ có những cái sự hiệu chỉnh kỳ vọng về cái việc liệu rằng có được cắt giảm lãi suất tháng 6 hay không và liệu rằng có đủ được 3 lần cắt giảm lãi suất trong cái năm 2024 này không. Cái xác suất đó có thể sẽ có những cái sự thay đổi trong cái thời gian tới. Và nếu như thế đồng đô la Mỹ hoàn toàn có thể sẽ lấy lại được cái đà tăng trưởng trong những cái phiên trading tiếp theo và chúng ta sẽ được chứng kiến cái điều đó không quá là muộn đúng không? Chúng ta sẽ thấy không không quá lâu chúng ta sẽ chứng kiến được cái đà tăng trở lại của đồng đô la Mỹ nếu như những cái điều đó vẫn tiếp tục xảy ra. Và theo như đánh giá cá nhân của mình ý, với cái việc lợi tức trái phiếu quay trở lại đà tăng thì gần như là động lực cơ bản cũng như động lực lên thị trường đã không có còn support cho một cái kịch bản đô la Mỹ tiếp tục xuống đi xuống nhiều hơn nữa như là chúng ta kỳ vọng trong cái bản tin cập nhật sáng ngày hôm qua. Để trước đó thì chúng ta có kỳ vọng đó là lợi tức trái phiếu tiếp tục rớt xuống thì có thể sẽ xóa làm lu mờ đi các yếu tố của các cái dữ liệu kinh tế cơ bản. Nhưng tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại ấy, thì nó đang có sự đồng bộ giữa các cái dữ liệu kinh tế được công bố cũng như là cái hướng đi của lợi tức uh, trái phiếu chính phủ đúng không ạ? Thành ra mà nói thì đồng đô la Mỹ hoàn toàn có thể sẽ quay trở lại cái xuống tăng trưởng và nhìn biểu đồ hiện, hiện tại này á, biểu đồ H4 thì mình có kỳ vọng DXY có thể sẽ break out được cái khu vực kháng cự là 104.2 này sau đó retest để tiếp tục đi lên những cái mức giá cao hơn thành ra mà nói thì giờ là lúc mà chúng ta tìm kiếm cơ hội buy break out chứ không phải là tìm kiếm cơ hội bán xuống như là cái bản tin cập nhật sáng ngày hôm qua nữa ở đây á, thì cái target chúng ta có thể hướng đến cái vùng 105 nha 105 đó là con số round number mà trước đây uh, chỉ số D, y này đã hướng đến trong cái bối cảnh đó thì sẽ tiếp tục bán xuống đối với lại các cái cặp tiền như là euro USD ngày hôm qua EU cũng rất xuống rất là mạnh theo sau các cái dữ liệu kinh tế cho thấy rằng là uh, châu Âu vẫn đang rất là khó khăn đúng không ạ chúng ta nhận thấy một loạt các cái dữ liệu PMI của các cái quốc gia lớn thí dụ như là uh, Đức đúng không ạ hay thí dụ như là Pháp Pháp thì yếu trên cả hai phương diện sản xuất và dịch vụ và uh, Đức thì uh, Uh, dịch vụ có vẻ khá mạnh nhưng thực tế không có mạnh đúng không ạ chúng ta nhận thấy 49.8 tức là dưới 50 mặc dù rằng là gì ạ vẫn cao hơn so với dự đoán nhưng dưới 50 có nghĩa rằng là vẫn đang thu hẹp tức là gì ạ? thu hẹp ở tốc độ chậm hơn thôi chứ không phải là mở rộng giống như là Hoa Kỳ Hoa Kỳ trên 50 ấy, thì có nghĩa là mở rộng hay là Pháp đúng không ạ Pháp thì thu hẹp trên mọi cái phương diện cả dịch vụ lĩnh vực và dịch vụ và cách rất là xa cái mốc 50 thành ra mà nói thì chúng ta thấy rằng châu Âu ấy là khá là yếu so với Hoa Kỳ hiện tại đúng không thành ra mà nói thì với cái chính sách như vậy với cái dữ liệu kỳ với cái sự khác biệt trong cái dữ liệu kinh tế như vậy thì rất có khả năng EU sẽ còn tiếp tục giảm xuống nhiều hơn nữa điều này cũng phù hợp với cái hướng đi của tranh lệch lợi, lợi tức mà chúng ta thấy ở đây chúng ta nhận thấy DE10 trừ đi US10 tức là tranh lệch lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức và của Mỹ á, thì đang trong một cái xu hướng rất xuống trở lại. Chúng ta nhìn vào cái à, biểu đồ H1, điều này sẽ thể hiện rõ ràng hơn. Cái line màu vàng á chúng ta sẽ thấy nó rớt trở lại rất là rõ ràng đúng không ạ? Cho nên là nhìn trên biểu đồ H4 như này á thì EU có khả năng sẽ phá vỡ cái khu vực hỗ trợ uh, ngay sát đó là 1.0850 đúng không ạ 1.0850 để tìm kiếm những cái vùng giá thấp hơn có thể sẽ break out retest và tiếp tục giảm xuống nhiều hơn nữa đối với lại euro USD chúng ta cũng nhận thấy rằng nó là gì dường như là đang có quá trình uh, hình thành cái khu vực phân phối tại đỉnh ở đây là topping đúng không ạ tạo đỉnh đúng không ạ ở đây tiếp tục test trở lại cái đỉnh cũ và không có quét qua được cái đỉnh cũ nữa và ngày hôm qua khi mà FOMC họp á tiếp tục quay trở lại test nhưng mà sau đó thì lại tiếp tục đẩy trở lại thành ra chúng ta nhận thấy rằng gì ạ chúng ta đang có 3 điểm tránh uh, tránh đi xuống uh, dự báo cho một cái kịch bản giá sẽ còn tiếp tục tăng tốc giảm xuống mạnh trong thời gian tới Tại vì khởi đầu của một cái xu hướng thông thường là như vậy khởi động của một cái xu hướng thông thường là với các cái vùng phân phối với các cái đỉnh ngày càng thấp dần với cái tốc độ độ dốc tương đối là thấp nhưng càng về sau á, thì cái độ dốc của nó càng ngày càng mạnh hơn đúng không ạ và cái đà rớt giá cũng uh, theo đó mà nhanh hơn đúng không ạ GBP USD cũng rất xuống rất là mạnh trong cái phiên trading ngày hôm qua theo sau cái cuộc họp của ngân hàng trung ương Anh và kèm theo các cái dữ liệu PMI cũng không phải là khỏe của Hoa Kỳ. À xin lỗi của uh, của của anh công bố. Chúng ta nhận thấy rằng là gì? Uh, service bắt đầu yếu rồi đúng không ạ? Yếu hơn so với dự đoán. 53.8 kỳ vọng như 53.4. Mặc dù là vẫn mở rộng nhưng mở rộng ở tốc độ chậm hơn đúng không ạ? Còn dịch vụ á thì mặc dù rằng là lớn hơn so với kỳ vọng nhưng mà vẫn đang thu hẹp nghĩa là thu hẹp ở tốc độ chậm hơn mà thôi uh, nhưng mà cái tác động lớn nhất đến đồng bảng á đó chính là cái thái độ của các cái thành viên thuộc MPC thuộc ủy ban ở uh, chính sách uh, tiền tệ BoE ngân hàng trung ương Anh đúng không ạ tôi biết rằng là trong cái kỳ họp trước đây á thì vẫn còn đang có hai thành viên bỏ phiếu cho cái kịch bản là tăng lãi suất đúng không ạ một người á thì uh, kêu gọi cái việc đó là uh, chúng ta biết rằng con số thứ hai này ấy là cái con số uh, mà ủng hộ cho cái việc giảm lãi suất thì có một người kêu gọi là ủng hộ giảm lãi suất và sáu người á thì là không thay đổi lãi suất thì cho đến cái thời điểm hiện tại chúng ta nhận thấy cái thay đổi khá là lớn. Cái đó cụ thể đó chính là cái con số 2 này đúng không ạ? Hai người mà trước đây kêu gọi cho tăng lãi suất thì đến đây giờ đây họ đã thay đổi rồi, không còn ai kêu ủng hộ cho cái kịch bản tăng lãi suất nữa đúng không ạ? Cho thấy rằng là cái view của họ, các cái thành viên thùng MBC ấy đang thay đổi theo cái chiều hướng dovish nhiều hơn đúng không ạ? Tức không còn ai kêu gọi tăng lãi suất nữa đâu mà chỉ là những người duy trì hoặc là kêu gọi giảm lãi suất mà thôi, đúng không ạ? Cho nên rằng MPC sau cái ấn bản MPC ngày hôm qua cùng với cái quyết định là giữ nguyên lãi suất này thì đồng bảng giảm xuống khá là mạnh. Cái giảm của đồng bảng đã đủ quét qua cái khu vực hỗ trợ 1.217 đúng không ạ? Thành ra mà nói giờ là lúc chúng ta tìm kiếm cơ hội bán xuống đối với đồng bảng, đúng không ạ? Retest 1.27 hình thành các tín hiệu nến pin 3 bearish engulfing tại đây đó là cơ hội cho phép chúng ta bán xuống hướng đến cái khu vực 1.26 thậm chí xa hơn là 1.2550 phía bên dưới này nha uh, USD jpy thì sao chúng ta nhận thấy rằng là USD GBP sau khi giảm khá là mạnh từ FOMC thì ngày hôm qua cũng phục hồi theo sự phục hồi của đồng đô la Mỹ tuy nhiên có một điểm mà chúng ta hết sức lưu ý đối với lại yên nhật lúc này đó là gì ạ chúng ta biết rằng giai đoạn 2022-2023 thì uh, Nhật Bản là cái quốc gia duy nhất duy trì cái lãi suất âm Và chúng ta đang nói những ngân hàng trung ương lớn nha Duy trì lãi suất âm trên thế giới Và uh, chúng ta biết rằng là uh, cái, trong cái giai đoạn đó ấy, Thì hầu hết tất cả các cái ngân hàng trung ương lớn trên thế giới Họ đều tăng lãi suất và tăng lãi suất một cách dồn dập nhanh chóng Nhưng riêng Nhật Bản ấy, thì lại liên tục bơm ra những cái gói về kích thích kinh tế Đúng không ạ Hay là lới lỏng chính sách tiền tệ Thì cho đến thời điểm hiện tại cái cuộc họp gần đây nhất của Nhật cách đây hai ngày hơn hai ngày ba ngày đúng không ạ thì chúng ta lại thấy rằng đó là Nhật Bản á, thì kết thúc lãi suất âm tức là tăng lãi suất từ âm 0,1 lên cái biên độ mới là 0 và 0 phần tất nhiên lãi suất vẫn rất là thấp thế nhưng mà họ đã cái động thái của họ á, thì là từ đã quay trở lại tăng lãi suất rồi đúng không ạ trong bối cảnh các ngân hàng trung ương khác thì đang nhăm nhe quay trở lại cắt giảm lãi suất đặc biệt là ngày hôm qua với SNB Thụy Sĩ họ đã thật sự cắt giảm lãi suất đó là đẩy lãi suất từ 1,75 về 1,5 phần đúng không ạ thì chúng ta thấy rằng là trong bối cảnh các cái ngân hàng trung ương khác thì quay trở lại cắt giảm lãi suất hoặc là nhăm nhe có ý định quay trở lại cắt giảm lãi suất thì Nhật Bản lại bước vào con đường tăng lãi suất đúng không ạ thành ra mà nói thì rất là trùng hợp chúng ta nhận thấy À, đồng yên nhật future nha biểu đồ hiện tại là biểu đồ weekly của yên nhật future đang retest trở lại cái vùng đáy thấp nhất lịch sử của nó trong lịch sử của đồng yên nhật đây là khu vực thấp nhất tại vì chúng ta có thể nhìn thấy biểu này trên biểu đồ manti trong quá khứ chưa từng có cái mức giá thấp hơn cái mức giá hiện tại đúng không ạ và đồng thời cũng forming một cái mẫu hình rất là điển hình của phân tích kỹ thuật đó chính là triple top mẫu hình ba đỉnh à, xin lỗi ba đáy triple bottom đúng không ạ ba đáy đây là cái đáy thứ nhất đúng không ạ đây là cái đáy thứ hai đây là cái đáy thứ ba ấy liệu thằng liệu rằng có break out được cái đáy này xuống nữa hay không thì theo như đánh giá cá nhân của mình khả năng là khó. Khả năng là khó. Có thể thì chỉ dip xuống một chút thôi đi xuống quét qua một chút cái đáy này thôi, rồi sau đó có thể sẽ quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng dài hạn. Tại vì chúng ta nhìn thấy một cái sự phân kỳ trong chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương rất là rõ nét. Nhật Bản quay trở lại tăng lãi suất trong bối cảnh các ngân hàng trung ương khác thì trở lại cắt giảm lãi suất. Cho nên nếu chung vào dài hạn á thì đồng yên Nhật rất là bullish, đúng không ạ? Rất là bullish. Đó là cái chúng ta nói thêm đối với yên Nhật. Yên future ở đấy là đồng yên đứng độc lập, không phải là đứng với một trong cái một cặp tỷ giá nào cả. Cho nên cái hướng của nó là hướng đi của đồng yên nha ở đây chúng ta nhận thấy rằng lại giảm về vùng thấp nhất lịch sử và tạo ra một cái vùng support cực kỳ mạnh trên biểu đồ weekly rất có kèm theo đó là động lực support đằng sau là sự thay đổi của chính sách tiền tệ ngân hàng trung ương rất có thể chúng ta là chứng kiến sự tăng trở lại của đồng yên trong cái thời gian tới đó là cái câu chuyện trong chung và dài hạn còn ngắn hạn thì sao chúng ta biết rằng đó là cặp tiền usd gbn ngày hôm nay có thể sẽ có cái sự điều chỉnh đi xuống lý do là tại vì sao tại vì là yên chúng ta vừa nhận định là yên tăng giá nha thì có nghĩa là USD gpN đi xuống đúng không ạ? Tại vì sao? Yên tăng á, thì đẩy cặp tiền này đi xuống. Mặc dù chúng ta vẫn nhận định là đô la Mỹ có thể sẽ mạnh nhưng chưa chắc đã mạnh hơn so với yên Nhật trong cái thời gian tới. Tại vì chúng ta nhìn thấy rằng là hướng đi của tranh lệch lợi tức trái phiếu giữa Nhật và Mỹ cho đến lúc này á, đang gợi ý cho cái kịch bản đây là biểu đồ H1 có nghĩa là ngắn hạn nhá. Chúng ta nhận thấy rằng trong bối cảnh cặp tiền USD gpN test trở lại đỉnh cũ ngày hôm qua đúng không ạ? thì hiệu số này lại đi xuống rất là rõ nét. Nếu như hiệu số này tiếp tục đi xuống nhiều hơn nữa, thì khả năng ở đây sẽ là một cái em formation, một cái mẫu hình 2 hai đỉnh, 2 đỉnh, đúng không ạ? Để kích hoạt cho USD gpN đi xuống, đồng cũng trùng hợp với lại cái view dài hạn của chúng ta là yên nhật có thể sẽ còn đi lên nha. Frank thụy sĩ trở thành một trong những đồng tiền hot nhất trong ngày hôm qua khi mà rất bất ngờ ngân hàng trung ương thụy sĩ đã dừa ra cái quyết định cắt giảm lãi suất của mình lần đầu tiên, đúng không ạ? Thì chúng ta biết rằng là kèm theo cái cái giảm lãi suất này, chúng ta còn thấy rằng uh, ngân hàng trung ương thụy sĩ họ hạ cái dự đoán về lạm phát của mình, lạm phát của của thụy sĩ quay trở lại cái xu hướng giảm khá là nhiều theo như cái kỳ vọng của họ ở đây. đó là SNB có thể sẽ dự đoán lạm phát của năm 2024 chỉ ở mức 1,4% mà thôi. theo đó đến năm 2025 á, thì lại còn tiếp tục giảm về cái con số lạm phát là chỉ có 1,2% và 2026 thì con số lạm phát tiếp tục được đẩy xuống thấp hơn ở mức chỉ có 1,1% mà thôi như vậy có nghĩa rằng là gì ạ lạm phát của thụy sĩ không phải là một mối lo mà giảm phát mới là cái câu chuyện họ lo ngại và nếu như mà để chống lại được giảm phát á thì họ cần phải lấy lòng chính sách tiền tệ có nghĩa là cắt giảm lãi suất thay ra mà nói thì usd chf có thể sẽ theo chiều hướng tiếp tục đi lên rất là nhiều trong cái thời gian tới nữa trên phương diện kỹ thuật điều này cũng là phù hợp chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ngày hôm qua nó vừa break out qua một cái khu vực kháng cự khá là mạnh trên cái biểu đồ uh, daily đó là khu vực 0.8880 đúng không ạ break out bằng một cây nến rất là dứt khoát thành ra có thể USD CSF sẽ còn tiếp tục đi lên cao hơn nữa và hướng đến cái khu vực 0.90 thậm chí cao hơn 0.92 cũng không phải là một cái gì đó quá xa vời nha vừa nãy mình nói nhầm 0.91 nha có thể sẽ hướng đến những cái vùng kháng cự cao như vậy hai nữa chúng ta biết rằng là trong bối cảnh SNB cắt giảm lãi suất thì sẽ làm nới rộng thêm cái chênh lệch lãi suất giữa franc với với các đồng tiền như USD hiện tại vẫn chưa cắt giảm đúng không ạ? 1,5 và 5,5 là chênh lệch 4% đủ để cho hấp dẫn cái trò chơi hay là cái trò cái xu hướng kinh doanh carry trade chênh lệch lãi suất đúng không ạ? USD ZF hoàn toàn bullish, chúng ta tìm kiếm các cái cơ hội sẽ còn tiếp tục mua lên đối với lại USD ZF này nha. Biểu đồ H4 có thể gợi ý cho cái kịch bản vùng mua tiềm năng là retest trở lại cái khu vực 0.8920 đúng không ạ? Nếu như retest trở lại đây xuất hiện các cái tín hiệu nến pin ba bullish engulfing đó sẽ là cái cơ hội cho phép chúng ta tham gia cái vị thế mua vào thị trường vàng ngày hôm qua thì sao mọi người nhận thấy rằng là vàng có một cái cú reset phù hợp với cái tinh thần chung trong bản tin cập nhật ngày hôm qua đó là gì ạ sau khi breakout out được cái mô hình tam giác mà chúng ta đã từng đề cập đến trong bản tin cập nhật ngày hôm qua thì quay trở lại reset điều này nó phù hợp đúng không ạ chúng ta nhận thấy rằng nó là gì break out retest và retest để lại một phần dâu nến rất là dài đúng không ạ đáng kể cho nên ngày hôm nay ấy, thì mình có kỳ vọng giá sẽ tiếp tục quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng bất chấp cái đà tăng của đồng đô la mỹ tất nhiên đà tăng sẽ không còn được bullish quá bullish như cái thời gian trước đây nữa nhưng xu hướng trong uh, trong trong chung và dài hạn của thị trường vàng ấy là một cái gì đó mà chúng ta nhận thấy rằng rất là rõ ràng rồi tại sao cho đến lúc này ấy, thì mặc dù khá bullish đồng đô la mỹ nhưng mình lại cũng vẫn bullish thị trường vàng đó là tại vì cái sự nén lại của giá vàng trong hơn một thập kỷ qua là điều chúng ta hết sức là chú ý trong bối cảnh tất cả các cái ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đều bơm ra một lượng tiền khổng lồ đúng không ạ trải qua rất nhiều thời kỳ lạm phát nhưng giá vàng thực ra so với thời kỳ của năm 2012 không có thay đổi bao nhiêu cả đúng không ạ tính ra phần trăm không có đáng bao nhiêu cả ạ và quan trọng hơn là nó vừa break out qua khỏi một cái nền giá một cái mốc rất quan trọng nó là 2.000 loanh quanh vùng giá 2.000 đúng không ạ cho nên câu chuyện vàng sẽ còn tiếp tục đi lên cao hơn nữa là cái view uh gọi là vẫn là cái view chính của mình đúng không ạ? Nhưng mà trong ngắn hạn khi mà đồng đô la Mỹ quay trở lại tăng như vậy có thể gây áp một số áp lực lên thị trường vàng nhưng đó không phải là cái xu hướng lớn mà xu hướng lớn sẽ vẫn là theo chiều hướng đi lên. Chúng ta có thể kỳ vọng cái kịch bản nó tạo ra một cái W formation trên biểu đồ H1 ngày hôm nay cho phép chúng ta tham gia vào cái vị thế mua lên nha. Bộ ba đồng tiền hàng hóa ngày hôm nay thì sao? Chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ? À, AUD cùng với lại à, đô la úc. À, đô la Úc cùng với lại uh, New Zealand ngày hôm qua cũng giảm trở lại tương đối là đáng kể đúng không ạ? Nhưng theo như đánh giá cá nhân của mình thì với cái việc uh, đồng đô la Mỹ sẽ còn tiếp tăng ấy, thì còn tạo áp lực nhiều thêm nữa đối với các cái đồng tiền hàng hóa, đặc biệt đó là uh, trong bối cảnh giá dầu lại có xu hướng giảm trở lại. Chúng ta nhận thấy rằng nó là gì? dầu đã break out cái kênh xu hướng tăng giá H1, xác lập một cái xu hướng giá xuống với các cái đỉnh đáy ngày càng thấp dần, một cái kênh giá xuống cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Và khi thị trường hàng hóa break như vậy, kèm theo đồng đô la Mỹ đi lên đó, thì cái kịch bản để cho các cái đồng tiền hàng hóa đi xuống ý là rất phù hợp, đúng không ạ? Chúng ta có thể sẽ hướng đô la úc quay trở về cái vùng 0.6520, hướng New Zealand breakout khu vực 0.6030 này để tìm kiếm những cái vùng giá thấp hơn. USD CAD có thể sẽ tiếp tục kích hoạt cái xu hướng tăng trưởng đi lên và chúng ta tìm về cái kỳ vọng quay về cái vùng 1.36 này nha. Chỉ số chứng khoán S&P 500 chúng ta nhận thấy rằng vẫn tiếp tục vẫn rất, rất là cứng đúng không ạ? Sau khi breakout qua được cái vùng kháng cự 5.250 điểm đúng không ạ? thì chỉ số này vẫn đang duy trì ở cái khu vực rất cao và theo như đánh giá của mình ý, với cái view chung là Fed sẽ cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay á thì S&P 500 khả năng còn nhiều động lực hỗ trợ và có thể sẽ còn tiếp tục tăng cho đến khi mà Fed thật sự ra đưa ra cái quyết định cắt giảm lãi suất của mình. Tại vì sao lại như vậy? Tại vì đó là mua tin đồn bán sự thật đúng không ạ? Khi mà người ta vẫn còn đang kỳ vọng là Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thì S&P 500 còn động lực để tăng trưởng nhưng mà khi Fed thật sự cắt giảm lãi suất thì chỉ số này có thể sẽ kết thúc cái thời kỳ tăng trưởng. Lý do là tại vì những cái lần trong quá khứ á, thì mỗi khi Fed cắt giảm lãi suất thì thị trường đều có những cái cú điều chỉnh giảm xuống rất là sâu. Điều này có thể thể hiện trên biểu đồ uh, ở đây. Chúng ta nhận thấy là một cái uh, Federal Fund Rate là cái lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có cái sự tương quan không hề nhẹ đối với lại chỉ số S&P 500 trong quá khứ khi mà họ cắt giảm lãi suất. 2008 Fed cắt giảm lãi suất, chỉ số nó sập xuống đúng không ạ? Rồi thì 2000 Uh, khi mà phép cắt giảm lãi suất chỉ số này cũng sập xuống đúng không ạ thời kỳ gần đây nhất trong vánh covid phép cắt giảm lãi suất chỉ số này uh, chúng ta biết rằng nó à, xin lỗi đây không phải là phép cắt giảm lãi suất đây là thời kỳ 2022 nha không phải là phép cắt giảm lãi suất thời kỳ covid cơ đấy chúng ta nhận thấy rằng là tức là chỉ số này á thì rất là ngại khi mà phép tăng lãi suất nhưng thậm chí nó còn ngại hơn hay là giảm mạnh hơn trong bối cảnh phép cắt giảm lãi suất thành ra mà nói thì rất có thể rằng là chỉ số này sẽ vẫn còn tăng khi mà phép chưa thật sự cắt giảm lãi suất nhưng đến khi phép thật sự cắt giảm lãi suất rồi á, thì chúng ta cũng không biết cái điều gì sẽ xảy ra tức là cái đường màu vàng đi xuống á, thì không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng nhìn những lần trong quá khứ thì chúng ta khá là e ngại đúng không ạ cho nên mình nói rằng là gì ạ cái tâm lý về việc phép cắt giảm lãi suất có thể sẽ vẫn còn đẩy chỉ số này đi lên nhưng khi mà phép thật sự cắt giảm lãi suất thì có thể khi đó kinh tế sẽ thật sự rất là yếu rồi đã rất những vấn đề nó đã thể hiện ra rồi thì lúc đó thị trường lại không còn đi lên nữa nhưng trước mắt trong ngắn hạn thì chúng ta vẫn ưu tiên các cái cơ hội canh mua đối với S&P 500 này nha. Thì trên em bản